Vâng, trên màn hình là hai chiếc camera ngoài trời, hai mắt. Một loại là có dây lan và một loại là không có dây lan, chỉ dùng wifi thôi. Đấy, thì như cái bên tay trái là có dây lan đấy, thì mọi người nhìn cái cử động của nó sang ngang nó có vẻ linh hoạt hơn, đúng không? Bên tay phải là cái cam chỉ wifi thì cái cử động ngang của nó khá là chậm. Đấy, thì mọi người nhìn cái hình ảnh và cái màu sắc thì mọi người có thể tự so sánh được xem là cái nào màu đẹp hơn. Cái của dây lan kia thì nhìn có vẻ nét hơn, đúng không ạ? Nhìn có vẻ nét hơn và nó đậm màu hơn. Còn cái bên wifi thì nhìn nó hơi trắng. Vâng, thì này mình sẽ chia sẻ một lúc hai chiếc camera ngoài trời chạy trên app Tuza và app Smartlight cho mọi người cùng tham khảo nhá. Với một camera mà mọi người có thể quan sát được hai nơi, đúng không ạ? Và cái hay nhất của nó là nó có thể bật được các thiết bị thông minh khác. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu. Vâng, thì nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một lúc hai chiếc camera ngoài trời chạy trên app Tuza và app Smartlight. Đấy, thì về ngoại quan của nó thì nhìn thiết kế của nó là khá là giống nhau, đúng không ạ? Hai găng ten ở đây, rồi là hai mắt. Thì mắt này, mắt ở trên này nó là cố định nhá, chỉ có xoay được cái mắt dưới này thôi. Thì vì nó là cam ngoài trời thế nên là nó có khả năng là chống nước IP66 đấy, hỗ trợ cái âm thanh hai chiều. Thì ở đằng sau đây là chúng nó đều có một chiếc loa ở đây và mic ở trên đây để nó có thể là thu cái âm thanh ở xung quanh nó. Dưới đây thì là có một cái khay mình cắm thẻ nhớ này. Thì hai cái này nó đều hỗ trợ cái thẻ nhớ lên đến 128GB, nhưng khuyên dùng nên dùng 64GB. Cùng thiết kế cái chỗ ấy luôn, ok chưa ạ? Và một nút khôi phục kẻ gốc thì mình có thể bấm vào đây, bấm bên cạnh nó đấy, nó có nút đấy. Rồi, đằng trước của nó thì nó sẽ có là bốn đèn led để chiếu sáng có màu đấy. Tức là ban đêm này chúng ta có thể nhìn có màu ấy. Và 8 đèn hồng ngoại. Đây, 4 đèn bên trên và 4 đèn ở phía dưới của nó. Đấy. Rồi, thêm một cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là một cái này thì nó có lan này, có dây lan này. Đấy, cái đèn led này. Đấy, 4 đèn đấy. Rồi, còn một cái thì không có dây lan mà nó chỉ có cái một cái dây cắm duy nhất kèm theo một cái jack USB này và một cái nguồn 5V đây, đây có thông số ở đây, 5V 2A. Đấy. Đấy, thì đã có sự khác biệt rồi. Thì trong trường hợp nào thì nên dùng cái có dây lan hay là dùng cái chỉ có wifi thôi? Vâng, thì trong trường hợp mà nhà mình không kéo được dây lan hoặc xa quá thì mình nên xài cái loại này, là nó chỉ dùng cái dây nguồn thôi, nó chỉ có 5V thôi, cũng có thể là mình xài cả pin mặt trời vẫn cứ là ok mà, đúng không ạ? Đấy, rồi. Thì dùng dây lan trong trường hợp nào, ví dụ mình đi xung quanh nhà mình thì đi được dây lan nó là tốt nhất, nó sẽ truyền hình ảnh sắc nét nhất và cái độ trễ của nó thấp nhất, thì mình nên xài dây lan, khuyến khích mọi người nên xài dây lan. Trong trường hợp là mình không thể xài dây lan thì mình mới nên xài bằng wifi, ok chưa? Vâng, thì với độ phân giải thì hai con này cũng như nhau luôn đấy, đó chính là độ phân giải full HD 1920x1080 và mỗi mắt cam này là 2 megapixel, cũng như nhau luôn đấy. Ống kính thì 3.6mm. Rồi, cái tầm nhìn ban đêm của nó là theo như là cái thông số của nhà sản xuất nhé, thì bảo là có 8 đèn hồng ngoại và 8 đèn led ánh sáng trắng. Đấy, nhưng mà mình mới chỉ nhìn thấy là có 4 đèn led này. Trên đây là 4 đèn hồng ngoại, cũng có thể nó kiêm cả led luôn. Đấy, cái thiết kế của nó như nào thì mình chưa rõ. Đấy, nhưng mà 8 đèn hồng ngoại và 8 đèn led. Đấy, phạm vi hồng ngoại xa đến 50m mà không biết có thật không. Rồi, và nó kết nối trên app Tuza Smart và app là Smartlight. Wi-Fi thì nó chạy trên cái băng tần 2.4GHz. Để mọi người phải lưu ý vấn đề đấy nhá. Vâng, thì cái góc độ của nó, cái góc độ của mắt cam dưới này, nó có thể xoay được đến 355 độ và đưa lên đưa xuống là góc 90 độ. Ok chưa ạ? Đấy. Rồi, thì nó có thể phóng to zoom lên được tầm là 4x. Vâng, và trên đây thì nó rất là tiện. Đây, mọi người nhìn cái bắt ốc vít của nó chưa? Đấy, thì một là mọi người có thể bắt lên trên trần, bắt ngược lên trên trần cũng được. Hai là mọi người có thể bắt vào tường. Đấy. Rồi, thì nó rất là linh hoạt, cái chỗ là như này này. Mình có thể xoay được cái này. Đấy, mình có thể xoay cái này. Tức là gần như nó nắp hầu hết là các tư thế. Ok chưa ạ? Đấy, ví dụ như là mọi người không cần mọi người không muốn quay thẳng thì mọi người xoay cái chân này đi. Đấy là nó sẽ chéo đi. Mà chắc chắn rồi, thì không nhà nào mà lắp một phát mà ăn ngay được.
thì chắc chắn là vòng xoay này thì mình đánh giá rất là cao ở cái độ linh hoạt của nó nhá. Vâng, và có vấn đề lưu ý nữa là cái nhiệt độ làm việc của nó là 10 độ C đến 45 độ C. Như vậy là nếu mà để ở ngoài trời thì nên có mái che, tại vì là nhiều hôm mà nắng to thì cũng có thể nó lên cao hơn 45 độ chẳng hạn, hoặc là ánh nắng mặt trời nó chiếu trực tiếp vào thì nó sẽ không được bền. Ok chưa? Và nói thì nói là cao ngoài trời đấy, nhưng mà mình cứ hạn chế mưa gió thì chắc chắn là nó sẽ bền hơn, rồi của bền tại người mà, đúng không ạ? Vâng, và vì sao mình lại lắp hai cái ngoài trời để vào trong nhà? Thì lý do là mình lắp cái này là do nó có một cái chức năng là khi phát hiện chuyển động thì nó có thể bật bóng đèn hoặc là bật một thiết bị gì đó chẳng hạn, để mình phát hiện được ra là đang có người di chuyển vào trong ngôi nhà của mình. Vâng, thì một cái mình sẽ lắp ở trước cửa nhà mình, nó sẽ xuyên qua một lớp kính để nó chiếu ra bên ngoài, mình vẫn có thể quan sát trong nhà và vẫn có thể là quan sát bên ngoài. Còn cái bên trên này thì mình sẽ lắp ở bên hiên bên trên của nhà mình đấy, cái này nó có thể bao quát rộng rãi, còn cái này là mình sẽ chiếu vào cái khu vực cửa của nhà mình đấy, để mình tránh cái việc là trộm đạo, đúng không ạ? Vâng, thì mình đã lắp cái con dây lan lên thì sau này mình sẽ sử dụng cả cái dây lan mà. Thì đây là mình câu điện từ cái đèn trần nha, từ cái đèn hiên kia. Rồi thế vậy thì khi tắt đèn hiên thì lại bị tắt cam à? Thì không, mà mình sẽ để lúc nào đèn hiên cũng có điện đấy. Còn cái bóng đèn hiên thì mình sẽ đấu thông qua một cái công tắc thông minh, thì khi có chuyển động ở trong cái khu vực mà quan sát của camera đấy là tự động cái đèn hiên nó bật lên trong vòng khoảng 10 giây, 15 giây, 20 giây tùy mình cài đặt nhá. Đấy, vâng, và như mọi người quan sát ở kia thì mình đang đứng ở trước cửa ở trên gác của nhà mình thì nó có thể quan sát được hai nơi rất là rõ ràng, đúng không ạ? Vâng, còn cái cam không có dây lan này thì mình lắp ở dưới nhà, và cái mắt cố định thì mình quay vào trong nhà, còn cái mắt mà có thể là di động được thì mình đưa ra ngoài. Như vậy với hai mắt cam này thì chúng ta có thể quan sát con cái hay là những người nào ở trong nhà mình, đúng không ạ? Còn mắt bên ngoài kia cũng có thể là quan sát để trông xe hay là để xem anh hàng xóm có sang thăm vợ mình không, đúng không ạ? Thì cam này cũng có một cái chức năng rất là hay, đó là theo dõi chuyển động, là nó cứ dí theo cái người mà chuyển động ở cái khung hình này thôi, và khi chuyển động xong ấy thì nó lại trở về cái ảnh mà mình đã lưu lúc ban đầu đấy, chứ mình không phải mất công mình chỉnh lại nhá. Vâng, bây giờ trời đã tối rồi thì như mọi người là nhìn thấy đấy, thì quảng cáo là cái đèn hồng ngoại chiếu xa 50 mét, nhưng mà theo mình thấy là nó cũng bình thường rồi, đúng không ạ? Thì mọi người lưu ý nhá, ví dụ như cái cam bên phải màn hình của mọi người này thì mọi người không được để cái vật cản mà để nó phản quang lại cái ánh sáng hồng ngoại nhá, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn cái cam ở phía bên trái thì nó xuyên qua một lớp kính, thì khi mà tắt hết điện đi, đèn hồng ngoại chiếu ở đấy thì nó sẽ không có tác dụng nhìn xuyên qua bên ngoài nữa. Thì mọi người hết sức lưu ý ở vấn đề này. Hiện tại mọi người nhìn thấy hình đấy là mình vẫn còn đang để cái đèn ngoài hiên, chứ nếu tắt đi là mọi người sẽ không nhìn được gì đâu. Vâng, cái cam mà xuyên qua kính như này thì mọi người nên tắt cái chế độ hồng ngoại của nó đi.